Bốn Máy Kinh Môn xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì Bốn Máy Kinh Môn lại tiếp tục lên sóng cho cả nhà tham khảo mẫu xe SUV 8 chỗ gầm cao đến từ chất lượng của nhà thương hiệu Toyota mọi người nhé. Mẫu xe Toyota Innova sẽ được sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bốn máy VVTi, mang biển kiểm soát là 99A36745 nhé. Một vòng sơn xi ngoại thất của em nó đây. Một mẫu xe sở hữu chất lượng tốt. Và doanh số bán hàng cũng như chất lượng thì luôn đứng hàng đầu về phân khúc. Luôn đứng hàng đầu phân khúc quý vị nhé. Loanh quanh trong tầm tiền 200 triệu đồng thì mẫu xe này thì là lựa chọn số 1 cho quý vị. Một mẫu xe rất là đa năng. Mọi người sử dụng phục vụ gia đình cũng được mà chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì đối với mẫu xe này thì rất là kinh tế mọi người nhé. Một mẫu xe khấu hao thấp, chi phí sửa chữa bảo dưỡng khá là rẻ mọi người nhé. Một mẫu xe cực kỳ là kinh tế. Và mẫu xe Toyota Innova này thì rất là phổ biến trên thị trường Việt Nam của chúng ta rồi, được rất là nhiều người Việt tin dùng và đón nhận. Đây, bộ mâm đa chấu kép mọi người này, bộ mâm đa chấu kép em xem nào. 195 này trên 70R14 này, bộ mâm 14 hình nhá. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, rất là dài. Cực kỳ dài quý vị nhá, thiết kế đầu xe đây. Đèn pha thì được bác chủ xe ốp viền chrome này, rất là đẹp luôn này. Đây thiết kế đầu xe này, một mẫu xe sở hữu form dáng thiết kế đẹp. 8 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao thì rất là tiện lợi. Mọi địa hình chúng ta đều có thể đi được hết quý vị nhá. Một mẫu xe vô cùng là tiện lợi. Tay nắm được mạ chrome này. Bước vào khoang nội thất của em nó mọi người nhá. Nội thất màu xám này. Rất là đẹp luôn nhá. Chiếc xe thì keo chỉ hơi lông nhô một chút rồi, không có zin về phần keo chỉ nữa. Xe này cam kết cho quý vị là không có tai nạn nặng, không hầm nước nhá. Đầu đài nguyên bản này. Và xe thì vẫn còn giữ được ghế lỉ đây, ghế lỉ nguyên bản theo xe mọi người nhá. Còn khá là sạch sẽ luôn này. Đây, từng chi tiết đây. Phần má ghế đây, rất ok luôn nhá. Đó, khá là sạch sẽ luôn. Một chiếc xe khá là chất. Chân nỉ nguyên bản đã được bọc ni lông rồi. Thiết kế 3 dàn điều hòa. Nội thất rất là tươi luôn quý vị nhá. Bật lên xuống đây. Sản xuất năm 2011, với giá thành bên Bốn Máy Kinh Môn đang chào bán với giá rẻ giật mình luôn. 205 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu nó rồi. Chỉ với 205 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu nó rồi nhá. Đấy, mọi người quan tâm xe thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn theo số điện thoại 0354152888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và nếu như mọi người vừa mới xem được video lần đầu tiên của Bốn Máy Kinh Môn thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật tất cả những mẫu xe bên em mới vào bên cửa hàng nhé. Đuôi gió này, thiết kế đằng sau đây. Xe lên form mới rồi, 2011 lên form mới rồi quý vị nhé. Form đèn hậu ấy, đèn hậu màu đèn trong này rất là đẹp luôn. Hàng ghế thứ ba đây, cả nhà cùng quan sát này, khoảng trống khá là ok luôn mọi người nhé. Cực kỳ là rộng rãi này, cực kỳ là ngồi thoải mái, rộng rãi cho người ngồi phía sau. Một mẫu xe 8 chỗ khá là rộng rãi, thoải mái khi chúng ta chở các vị khách thân yêu của chúng ta hay là chở gia đình của chúng ta. Một mẫu xe khá là rộng rãi rồi, chất lượng tốt. Đây, các phần đinh tán đây mọi người nhá, đinh tán mang nước nguyên bản hết này. Một chiếc xe cam kết cho quý vị là không có tai nạn nặng, không gặp nước nhá. Và hệ thống khung gầm của em nó đây, lốp sơ cua đầy đủ quý vị nhá. Hệ thống khung gầm này không mục mọt một chút nào luôn nhá. Đây, một chiếc xe chất lượng tốt, bền lành. Đấy, dùng khá là cơ động. Tổng thành sơn xi màu vàng khá là đẹp luôn mọi người nhá. 205 triệu đồng thôi. Đấy, cả nhà quan tâm xe thì em cũng xin trân trọng kính mời quý vị cùng xuống xem xe trực tiếp để mọi người xem xe cũng như đi thử để test xe. Máy số của xe thì khẳng định với quý vị là rất là ngon luôn nhá. Đấy, máy số cực ngon luôn. Nội thất rất là tươi. Màu xám này. Vô lăng 4 chấu này.
xe đời 2011 cũng khá là ok rồi, cũng không có cao quá nhưng mà cũng không thấp quá các vị nhá. Đó, trong tầm tiền 200 thì rất là hợp lý rồi. Bên Nuax Inmon thì có mua bán ship trên toàn quốc nhá. Mọi người mà ở xa với xe thì đặt cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe cho cả nhà. Máy nổ êm, chất không rung rặc, không hơi thừa. Đấy, một chiếc xe máy số cực ngon luôn nhá quý vị nhá. Máy nổ rất là êm và tròn tiếng này. Không có rung rặc một chút nào luôn nhá. Rất là êm. Một chiếc xe máy số chất. 205 triệu đồng thôi. Mà còn quan tâm xe thì cứ liên hệ cho bốn Manh Kinh Môn nhá. Theo số điện thoại 0354152888. Video ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới.